cũng có tài sản số đúng không nào? Vậy thì liệu rằng tài sản số của Bitly có nhiều rủi ro hay không? Và có sự khác biệt nào giữa việc các thành viên sở hữu tài sản số của Bitly và sở hữu tài sản số khác ở trên thị trường? Và câu hỏi này xin được dành cho anh ạ. Vâng, xin mời anh ạ. Wow, câu hỏi rất là hay đúng không ạ? Khá là hay. Và Kiên nghĩ rằng là cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà đa số chiếm đến 80-90% người tiêu dùng ở Bitly Việt Nam chúng ta đang trăn trở. Thế thì cái điều đầu tiên á, Kiên sẽ phải chia sẻ một chút xíu với cô chú anh chị. Chúng ta phải định vị rõ ràng. Chúng ta đến với Bitly thì chúng ta đóng vai trò gì? Đầu tiên, Kiên sẽ chia sẻ cái yếu tố thứ nhất. Ở Bitly không có yếu tố đầu cơ, cô chú anh chị nhé. Nếu như chúng ta định vị, chúng ta đến Bitly đầu cơ là chúng ta thua. Nếu như xét về đầu cơ về tài chính nhá, cô chú anh chị ạ. Alo ạ. Sao tự nhiên này? Alo ạ. Không biết là tín hiệu của Kiên cả nhà mình có nghe rõ không ạ? Nghe rõ. Cảm ơn ạ. Vậy thì cái định vị đầu tiên của chúng ta á, đó là ở Bitly không có đầu cơ. Mà chúng ta đến với Bitly để đầu cơ tài chính là chúng ta thua. Đúng không ạ? Chúng ta phải định vị rõ ràng. Đó, tại sao Kiên lại nói như vậy thì một chút sau Kiên sẽ giải quyết cái lý do đó. Cái yếu tố thứ hai là đầu tư. Đó, ngày hôm nay chúng ta phải làm rõ với nhau. Đến Bitly có đầu tư không? Kiên nói là có đầu tư. Nhưng đầu tư cái gì? Đầu tư vào sức khỏe. Cô chú anh chị ha. Đầu tư vào sức khỏe. Đúng không ạ? Còn đầu tư ở tài chính, nếu như xét góc độ đầu tư tài chính ở Bitly không có đầu tư. Chúng ta phải định vị rõ ràng như vậy. Đúng không ạ? Đó, vậy thì quay trở lại cái vấn đề tài sản số của Bitly. Ở đây, tập đoàn cho chúng ta. Cô chú anh chị lưu ý nhỉ? Tập đoàn tặng không cho chúng ta. Đó. Vậy thì Kiên sẽ chia sẻ với cô chú anh chị để chúng ta bóc tách rõ ràng vấn đề này. Khi cô chú anh chị đến với Bitly, cô chú anh chị tiêu dùng sản phẩm, cái sản phẩm này giúp cho cô chú anh chị đẩy lùi được vấn đề về bệnh lý, gia tăng sức khỏe của cô chú anh chị. Đó là cái thắng lợi của cô chú anh chị rồi, đúng không ạ? Còn khi cô chú anh chị mua hàng xong thì cô chú anh chị cầm sản phẩm về, cô chú anh chị có sức khỏe rồi và cô chú anh chị nhìn rất nhiều cái video, rất nhiều cái clip chia sẻ từ những người bệnh bệnh viện trả về, đúng không ạ? Từ những cái bệnh mà 10 năm 20 năm rồi không điều trị được, đúng không ạ? Bệnh mãn tính, nhưng khi đến với Bitly 3 tháng 6 tháng 1 năm 2 năm giải quyết được vấn đề bệnh lý đó, đúng không ạ? Thế thì ở đây á là chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta mua sản phẩm, chúng ta chăm sóc sức khỏe, hay nói một cách khác là chúng ta đầu tư cho sức khỏe. Còn ở Bitly không có đầu tư vào tài chính, đúng không ạ? Còn cái tài sản mà công ty tặng chúng ta, vậy thì xin hỏi cô chú anh chị, mua sản phẩm của Bitly cũng giống như cô chú anh chị đang mua tất cả những cái sản phẩm ở bên ngoài thị trường như vậy, đúng không ạ? Chúng ta mua sản phẩm thì chúng ta phải trả tiền cho họ. Còn ở đây chủ tịch tập đoàn, xin chia sẻ với cô chú anh chị một chút xíu là chủ tịch tập đoàn Bitly Fan Club nó có một cái tầm nhìn chiến lược kinh doanh vô cùng lớn và được gọi là cái tầm nhìn chiến lược xuyên thế kỷ, đúng không ạ? Là một cái mô hình kinh doanh mà có thể nói rằng là trên thế giới hiện nay chưa có tập đoàn nào tiên phong, và Bitly là đơn vị tiên phong đầu tiên, đúng không ạ? Được gọi là chia sẻ lợi nhuận giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Vậy thì ở đây đã gọi là chia sẻ thì đâu có rủi ro gì đâu ạ. Đâu có rủi ro gì đâu. Cô chú anh chị đi đầu tư tài chính, cô chú anh chị bỏ tiền vào một cái tập đoàn ABC và một cái công ty ABC, đúng không ạ? Người ta cam kết cho cô chú anh chị một tháng lợi nhuận bao nhiêu phần trăm, cô chú anh chị đâu lấy về gì đâu, đúng không ạ? Thế thì nó sẽ có rủi ro. Còn ngày hôm nay cô chú anh chị có bỏ 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ vào mua sản phẩm của Bitly thì chắc chắn cô chú anh chị sẽ lấy cái sản phẩm tương ứng rồi. Cô chú anh chị không có rủi ro, đúng không ạ? Và ở đây cô chú anh chị đang tiêu dùng được làm giàu, tiêu dùng không đau, đúng không ạ? Tiêu dùng lại còn được cầm tài sản và chuyển cái tài sản tập đoàn tặng đó sang Việt Nam đồng, đúng không ạ? Chuyển tài sản tập đoàn tặng sang Việt Nam đồng. Vậy thì vấn đề ở đây đó là gì? Chúng ta thắng ít hay thắng nhiều thôi, chứ đâu có rủi ro đâu.
100% rủi ro bằng không. Rất nhiều cô chú anh chị có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay đã tiêu dùng ở tại Bitly 2 năm, 3 năm. Có những cô chú anh chị tiêu dùng từ những ngày đầu tiên Bitly về Việt Nam. Xin thưa với cô chú anh chị, 1 năm với đơn hàng 4 sao, đúng không ạ? Cô chú anh chị thanh khoản bán cái tài sản số tập đoàn tặng đi, ít nhất cô chú anh chị đem về cho mình cái lợi nhuận là 50-70. Có những người 100 triệu, có những người 100 triệu, đúng không ạ? Vậy thì đó là tiêu dùng thông minh. Đó là tiêu dùng thông minh. Đó là ít nhất đơn hàng 4 sao, doanh nghiệp 4 sao. Đúng không ạ? Đó là tiêu dùng thông minh. Vậy thì nếu như xét mấy góc độ là để cô chú anh chị cầm 250 triệu, 240 triệu. Cô chú anh chị mang cái số tiền đó ra ngoài, ngoài thị trường bên ngoài ấy, cô chú anh chị đi đầu tư, cô chú anh chị mở cửa hàng kinh doanh, liệu một năm có đem về cho cô chú anh chị 50 triệu, 70 triệu, 100 triệu hay không? Đúng không ạ? Và Bitly đã làm cái điều này suốt 6 năm qua. Suốt 6 năm qua. Đúng không ạ? Nhưng rất nhiều cô chú anh chị của Bitly vì lợi nhuận trước mắt, Kiên phải nói thẳng vấn đề này luôn ạ. Vì lợi nhuận trước mắt, chia sẻ với khách hàng nó không có đúng sự thật. Nói rằng là ở Bitly là mô hình đầu tư tài sản. Đúng không ạ? Bỏ tiền vào để đầu tư, lấy tài sản. Không phải. Chúng ta không truyền thông bệnh, không truyền thông sai cái tư tưởng cũng như cái định hướng của tập đoàn. Để cho Bitly phát triển một cách trong sạch, nó đi đúng định hướng của doanh nghiệp, thì lúc đó doanh nghiệp của chúng ta bền vững được. Rất nhiều thành viên là sao ạ? Vì lợi nhuận trước mắt, đúng không ạ? Nên là chúng ta chia sẻ bệnh, đúng không ạ? Nên làm cho khách hàng nhầm tưởng ở Bitly là một mô hình đầu tư tài chính, bỏ tiền vào đây để được lợi nhuận hàng tháng. Cái công ty này người ta phải trả cho tôi lợi nhuận hàng tháng. Cô chú chị hiểu hoàn toàn sai luôn. Ở Bitly là chúng ta được tặng tài sản, nó là token. Cô chú chị có thể gọi nó là token, cô chú chị có thể gọi nó là cổ phiếu điện tử, đều được, đúng không ạ? Nhưng khi nào chúng ta lấy được cái số tiền đó về, chúng ta phải bán nó đi, bán cái tài sản đó đi, đúng không ạ? Và bán hay không là do mình, tập đoàn đâu có quyết định cái việc đó đâu. Và hàng tháng đúng theo chu kỳ, tập đoàn vẫn trả tài sản về cho cô chú anh chị đầy đủ mà. Nhưng chúng ta hiểu sai ở chỗ là tập đoàn phải trả tiền cho tôi, tiền và tài sản số khác nhau. Khi nào cô chú anh chị thanh khoản, nếu như giai đoạn 1 thì cô chú anh chị mang lên sàn, cô chú anh chị chuyển thành USDT, cô chú anh chị bán về Việt Nam đồng. Còn nếu như cái giai đoạn 2 đang là cái giai đoạn giao dịch nội bộ giữa tập đoàn và người tiêu dùng và khách hàng, thì cô chú anh chị đặt lệnh bán cái tài sản đó cho tập đoàn, đúng không ạ? Tập đoàn thanh khoản lại cho cô chú anh chị, chứ tập đoàn đâu có trả lãi cho cô chú anh chị bằng tiền Việt Nam đồng đâu. Đó, nên là chúng ta cần hiểu rõ cái vấn đề như vậy, đúng không ạ? Và cam kết với cô chú anh chị, nếu như theo góc nhìn của Kiên, ở Bitly tài sản số của Bitly có rủi ro không? Câu trả lời chắc chắn là không, không hề có rủi ro, mà chúng ta chỉ có lợi nhuận cao hay lợi nhuận thấp mà thôi, đúng không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn nữa và nhường lại cho MC của chúng ta. Vâng, xin được cảm thì sự chia sẻ của BFC Kinh Nguyễn thì chúng ta cũng đã hiểu được rằng là Bitly của chúng ta không có đầu tư về tài sản, có đúng không ạ, mà đầu tư về sức khỏe, và tập đoàn tặng lại tài sản số cho chúng ta. Và rõ ràng là tài sản số của Bitly rủi ro là bằng không, có đúng không nào? Vậy thì rõ ràng là tài sản số của Bitly của chúng ta rất là có giá trị. Vậy thì một câu hỏi cuối cùng đi sâu có thể dành cho BFC Kinh Nguyễn của chúng ta thêm nữa, đó chính là